ghi tập luôn rồi. Bây giờ nhá, là thương hiệu Melissa mọi người biết không? Biết được Melissa không? Thương hiệu Y Phạm hả? Thẩm Y Viện. Ly lên từ trong khu. Thương hiệu Hoài Anh biết không? Biết. Biết đúng không? Đó là người ta phát triển theo một công ty. Được chưa? Tức là họ không biết chủ là ai, họ chỉ đến và làm nhân viên và làm thôi. Đó. Nhưng mà họ đi từ bao nhiêu năm rồi? Mấy chục năm lên rồi. Nó khác với mình bây giờ. Và nó, nếu như mọi người xây dựng phát triển thương hiệu theo hướng công ty hóa như thế thì mọi người phải có một cái số vốn rất là lớn, đúng không? Số vốn rất là lớn để marketing, để marketing, để thuê nhân viên, để set up nhân sự, đúng không ạ? Các bộ phận. Nhưng mà bây giờ mọi người là những người học nghề ra, nhỏ lẻ ra, thì mọi người nên đi theo cái xu hướng là phát triển thương hiệu cá nhân nhé. Phát triển thương hiệu cá nhân tức là làm sao? Tức là mình phải xây dựng thương hiệu cá nhân cho riêng mình, để mình là chuyên gia trong cái ngành này. Rồi em hỏi mọi người bây giờ ở đây ấy, có bao nhiêu người mà trong tiệm của mình có tất cả các thể loại dịch vụ? Làm nail cũng có, làm tóc cũng có, xăm full cũng có, da cũng chơi, cái gì cũng chơi. Đó, nhưng mà mình có định vị được mình là chuyên cái gì chưa? Được chưa? Có ai định vị được mình chuyên cái gì chưa? Bây giờ khách hàng họ không như ngày xưa, tức là họ sẽ thích đến những nơi chuyên, chuyên nghiệp, chuyên về một cái dịch vụ gì đó. Đó, mà muốn cho khách hàng biết được mình chuyên về một cái dịch vụ gì đó thì mình phải xây dựng thương hiệu của mình từ từ đi lên. Và khách hàng bây giờ họ thích kết nối với cá nhân hơn là kết nối với cả một người nào đó họ không biết là ai. Tức là ví dụ như là tôi muốn trực tiếp cái người chủ của cái spa đó tư vấn cho tôi, thích hơn không? Thích hơn hay là hơn là mình tôi được tư vấn bởi cái bạn đó tôi không biết là ai, đúng không? Ví dụ bây giờ ai đó đến làm chân mày thì được chính Trần Hải Nam là em nhắn tin hoặc gọi điện hoặc là tư vấn trực tiếp thì họ sẽ thích hơn rất nhiều là gặp một người khác, đúng không? Đấy, thì khách hàng bây giờ họ thích kết nối cá nhân với cá nhân hơn là cá nhân với một công ty nào đó, được chưa? Cái bước đầu tiên mà em muốn mọi người làm ngay khi bắt đầu học của em là mọi người phải xây dựng thương hiệu cá nhân cho mọi người bằng cách cái nghề của mình là mình sẽ phát triển qua internet nhiều hơn là mặt bằng. Ví dụ có những bạn mở một tiệm ra rất là chú trọng cái vấn đề à cái tiệm của tôi cái mặt bằng nó phải đẹp, cái biển bảng nó phải đẹp. Nhưng mà ở đây em hỏi là bao nhiêu người, em hỏi những người học lương canh vậy, là từ xưa nay chị làm có những khách hàng nào đi ngang qua thấy cửa tiệm của chị là full xăm thẩm mỹ mà họ ghé vào làm hay chưa? Thì câu trả lời là chưa, chưa bao giờ có ai cả. Họ biết mình qua gì, một là người quen giới thiệu, hai là người đã sử dụng dịch vụ giới thiệu cho họ, ba là họ tìm trên gì, các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, website, YouTube, TikTok, rất nhiều mạng xã hội. Thành ra là cái ngành nghề của mình thứ nhất là giá thành nó cao vài triệu thì là sẽ không có tiếp xúc theo kiểu khách hàng đi ngang qua ghé vô là không có, mà họ sẽ được tìm rất là kỹ, đắn đo rất là lâu. Thứ nhất là như vậy, thứ hai là cái dịch vụ mình là làm trên mặt khách hàng, cho nên là không có chuyện đi ngang qua thấy cái tiệm này à không phải ở đây có tiệm bài xăm phun họ làm đúng không, mà phải được giới thiệu hoặc là phải tìm hiểu rất kỹ ngày qua ngày tháng qua tháng rồi mới đến mình làm. Phát triển hay là giới thiệu cái sản phẩm của mình qua kênh Facebook ai chị có chị. Mọi người có con này thì có cái gì chị con này nữa dạ. Có giới thiệu sản phẩm của mình qua Facebook chưa, đăng bài rồi có một mấy bài. Thế bây giờ em hay đăng sản phẩm hay em hay bán hàng ngày trước em bán về bên các cái sản phẩm về dầu gội nhập nước ngoài về đúng không? Ừ. Em đăng qua đâu? Đăng qua trang cá nhân của mình. À, thì là Facebook đúng không? Thì tất cả bây giờ các cái dịch vụ của mình đều quảng cáo, hầu như khách hàng thu về nhiều nhất là ở bên gì? Phở bò ha. Phở bò ha. Đấy. Thì cái chuyện mà mọi người xây dựng cái trang của mọi người rất quan trọng nhá. Đầu tiên em ví dụ mọi người lên trên ví dụ nhá, à em khách hàng của em giới thiệu cho một người nào đó bảo là chưa em ơi đến làm chân mày của bạn chị mới làm bên Trần Hải Nam rất là đẹp, thì bây giờ
khách hàng nó hỏi là à chị ơi tiệm tên gì ạ? Bạn Trần Hải Nam. Thì bây giờ nhá, đây mọi người search này, Trần Hải Nam ở trên cái thanh công cụ tìm kiếm của phở bò, đúng không? Mọi người ấn vào nút mọi người, tức là tìm kiếm mọi người ạ. Thì khách hàng đúng không ạ, được giới thiệu là tên người đó thì phải sẽ phải lên thanh công cụ để tìm kiếm. Thì nó sẽ ấn vào chữ mọi người thì nó sẽ ra hàng loạt những cái người như thế này, những cái tài khoản như thế này, được không? Thì bây giờ nhá, em hỏi mọi người này, nếu đặt địa vị mọi người là khách hàng thì mọi người sẽ nhấp vào cái tài khoản nào đầu tiên? Nhìn vào đâu, đập vào mắt là nhìn vào đầu tiên chưa? Đầu tiên là đập vào mắt mình sẽ là cái gì? Cái avatar. Cái avatar đầu tiên là cái avatar. Giờ lướt cái avatar này, đây mấy cái tài khoản này còn chẳng có, còn chẳng có cái gì hết, thấy chưa? Còn những cái tài khoản này, này người thì là như này, người như này, người thì như này đó. Thì cái nào, cái nào là nổi bật nhất và chuyên nghiệp nhất, cái nào ạ? Cái đầu tiên, đúng không? Đầu tiên đây em muốn nói mọi người là xây dựng cái hình ảnh avatar của mọi người phải thật chuyên nghiệp. Đó là gì? Bỏ tiền ra, đi ra studio chụp một bộ hình vài trăm, một vài triệu đấy, tùy mọi người ra studio như nào. Nhưng mà nó rất là chuyên nghiệp. Thứ nhất, thứ hai, độ phân giải thì nó rất là nét, rất là cao, và họ có thể make up trang điểm mình luôn. Đó, đừng có tiếc tiền làm cái này ha, đừng có tiếc tiền làm cái này, bởi vì mình chụp một bộ hình là mình dùng rất nhiều năm. Sau đó, cái thứ hai là cái phông nền đằng sau cái hình avatar của mọi người, cái phông nền đằng sau cái avatar của mọi người, được chưa? Cái phông nền ở đây có những người để phông trắng, có những người để phông xám, có những người để phông đen xì luôn, nhìn cho nó ngầu thực chất thôi. Cái nào nổi đầu tiên đập vào mắt mình là cái nào nổi nhất, cái màu gì? Tất cả những cái màu nóng là những cái màu đập vào mắt mình nhanh nhất. Đầu tiên là màu đỏ, nhưng mà em không hợp màu đỏ nên là em để màu vàng đất cam cam như này, nhưng mà nó vẫn rất là nổi à. Đấy, thứ nhất là mọi người phải quan tâm đến cái hình ảnh của mọi người, thứ hai là cái phông nền xong nó phải nổi, thứ ba là gì? Các cái thông tin ở bên dưới này, ở nhấp vào trang này đã, rồi này nhìn này, nhấp vào thông tin đây, nó sẽ có ảnh gì che mất đấy, ảnh bìa, có gì ảnh bìa và hình đại diện, đúng không ạ? Đầu tiên ảnh bìa, ảnh bìa mình để cái gì? Ảnh bìa mình để cái gì? Ảnh bìa có thể là để hình ảnh mình đi tham gia hội thảo và nhìn mình rất là chuyên nghiệp, có thể là hình ảnh mình lên nhận giải, giải gì đó nếu như mình có tham dự giải và mình đạt giải, hoặc là ảnh bìa mình sẽ để chương trình trong cái tháng đó, ví dụ như là khai xuân đầu năm mình làm một cái poster thật là chuyên nghiệp, thuê đội ngũ làm, thuê bên ngoài làm vài trăm nghìn một tấm, ví dụ như là lì xì khai xuân đầu năm gì đó, giải là giải gì đó, nhưng mà nhìn phải chuyên nghiệp à. Đặt làm ảnh bìa, ảnh bìa sẽ thay đổi theo gì? Theo mùa hoặc là theo sự kiện thời điểm lúc đó. Còn cái avatar thì là ít khi thay đổi lắm, avatar ít thay đổi, hầu như là không thay đổi à. Và cái avatar này mình sẽ để cho tất cả các nền tảng luôn, mạng xã hội luôn, chứ không nhất thiết không chỉ là phở bò đâu, tất cả nền tảng xã hội, thậm chí TikTok này kia để ảnh bìa như vậy luôn, để cho gì? Đồng bộ. Rồi, đấy là về gì? Ảnh bìa và avatar. Thứ ba là về tên trang cá nhân. Ở đây ai để tên trang cá nhân không phải tên của mình. Em để tên gì? Em để Hoàng Trang Ngọc Hồ. Trang Ngọc Hồ chỉ để là cái Ngọc gì? Ngọc Lê. Ngọc Lê. Tức là cái tên trang cá nhân của mình thì mình nên để theo cái tên chứng minh thư nhân dân. Cái tên của mình phải tự hào về nó xíu. Ngọc Lê ở đây viết, ví dụ như ở Việt Nam, ở bên ngoài em nói, ở Việt Nam thì để có dấu là ngoài, để có dấu là Lê Ngọc thì đó, để hẳn ra. Đó. Thì đây em để ở Trần Hải Nam. Ba điều nhá. Thứ nhất là đó, ảnh bìa như vậy là không được này. Đổi lại đây không phải là cái trang này mình để làm ăn hay là mình để khoe gia đình. Đó. Đúng không? Nếu như mà mình cái trang mà để mình gọi là gia đình hay là gì đó thì khác, còn cái trang mà mình để làm gì? Làm ăn, kinh doanh thì nó phải khác. Đừng có chia sẻ những cái gì bão lũ hoặc là hoàn cảnh neo đơn thì đừng chia sẻ mấy cái đấy ha. Cái đó mình để một cái trang khác. Còn cái trang làm ăn của mình thì mình chỉ để những cái mà để tiếp cận khách hàng mà thôi, được chưa? Đừng có chia sẻ những cái lung tung nhé.
thứ tư là gì ạ? Mọi người có thấy ở dưới tên của mình có cái phần mô tả không? Phần mô tả không? Chữ mô tả là gì? Không hề có mô tả luôn. Ví dụ chị Thu Nguyễn sẽ để phần mô tả là thường nhá, chuyên chăm sóc da, chuyên nail, chuyên mi, chuyên gì đấy, số điện thoại này kia để đấy, nó không hay, nó không hay, bởi vì ai cũng để như vậy. Nhưng bây giờ em sẽ để như này, cái phần mô tả này này, mình nên để cái insight của khách hàng đó, insight và kêu gọi hành động. Cái phần mô tả mình sẽ để insight và kêu gọi hành động kèm theo số điện thoại. Insight là gì? Insight là nỗi đau, những cái điểm mà khách hàng đang gặp phải. Ở đây em để là gì? Nếu bạn làm nghề phun xăm còn yếu, hãy mạnh dạn liên hệ với tôi. Nếu bạn làm nghề phun xăm còn yếu, tức là em đánh trực tiếp vào những cái bạn mà đang làm nghề và đang yếu nghề. Được chưa? Hãy mạnh dạn liên hệ với tôi ở đây để giúp bạn. Tức là gì? Kêu gọi hành động. Tức là kêu gọi người ta là đừng ngần ngại, hãy inbox cho tôi sẽ giúp đỡ cho bạn. Và em để số điện thoại của em. Được chưa? Nếu như mà chị Thu hay là chị Ngọc sau này về, hoặc là Long Châu về, sẽ để là gì? Nếu như mình đánh chuyên vào chỉnh sửa, đánh vào chuyên vào sửa chân mày hư hỏng của khách hàng ấy, thì mình sẽ để là nếu chân mày môi của bạn bị hư hỏng, hãy liên hệ với tôi sẽ giúp bạn. Được chưa? Hoặc là nếu bạn muốn làm chân mày phong thủy, hãy liên hệ với tôi, để số điện thoại ra. Tùy theo là mình đánh vào khách hàng như thế nào. Được chưa? Đấy, đây là mấy? 1, 2, 3, 4 4 cái bước mà em hướng dẫn mọi người set up lại tất cả các cái trang cá nhân của mọi người. Để gì? Để giúp cho cái việc tìm kiếm khách hàng nó trở nên đơn giản hơn, và mọi người sẽ tiếp cận được khách hàng nhiều hơn. Được chưa? Đầu tiên nhá, về làm luôn. Về làm này đi nhá. Điều số 2. Chị gì nhỉ? Chị Lệ lên. Số 2 là mình sao về gì? Marketing là gì? Ghi vô. Marketing là gì? Marketing là chia sẻ một điều gì đó mà bạn giỏi cho rất nhiều người ở nhiều nơi. Marketing đơn giản là như vậy. Nói đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó là cả một cái quá trình công cuộc cực kỳ gian nan luôn, chứ không phải đơn giản. Marketing là chia sẻ cái điều bạn giỏi cho rất nhiều người ở nhiều nơi. Ví dụ chị Ngọc giỏi nấu ăn, rất giỏi nấu ăn, thì chị Ngọc sẽ chia sẻ những cái gì liên quan đến nấu ăn. Ví dụ cách luộc rau làm sao cho nó xanh, không bị thâm. Được chưa ạ? Có rất nhiều người chưa biết cái điều đó, thì mình sẽ chia sẻ như thế nào? Tức là mình sẽ chia sẻ cái điều mình biết qua các nền tảng mạng xã hội. Ví dụ như mình có thể chia sẻ bằng video. Số 1 ghi vào đi. Quan trọng nhất là video. 1 video. 2 kể câu chuyện, tức là một cái status dài và kể được một câu chuyện gì đấy. Kể được một câu chuyện gì đấy mang ý nghĩa chia sẻ. Số 3, hình ảnh. Số 4, status ngắn hoặc là châm ngôn, hoặc là một cái câu gì đó tạo động lực.
thì đây là bốn cái nguyên liệu mình có thể khai thác. Ở trong mỗi một nguyên liệu sẽ có rất nhiều cái, thì cái này mình phải về mình phải gì tập à, tập bắt đầu là mỗi ngày đều phải chia sẻ những cái điều này, mỗi ngày đều chia sẻ này, có thể là hình ảnh, có thể là kể một câu chuyện. Ví dụ ai giỏi về da kể một câu chuyện, hoặc là ai giỏi về da làm một cái video hướng dẫn mọi người cách tẩy tế bào chết tại nhà, làm sao để không mắc nắng, hoặc là hướng dẫn mọi người cách sử dụng kem chống nắng một cách hiệu quả, đúng không ạ? Có nhiều người chưa biết, nhiều người chưa biết. Hoặc là hướng dẫn mọi người cách giữ đôi môi của mình luôn mềm mịn trong mùa đông hanh khô, được chưa? Thì cái insight đó có thể mình làm thành một video, có thể mình kể một câu chuyện. À, ngày xưa môi của mình cũng khô, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để môi mình hết khô trong cái mùa đông vừa rồi. Đó là mình dùng cái gì đó đấy nhá, mình làm ra. Thì đấy nó là marketing, đấy nó là marketing. Marketing ở bây giờ nó là chia sẻ. Marketing bây giờ không phải là bán hàng, không phải là quảng cáo. Tôi làm mày đẹp lắm, tôi làm môi đẹp lắm, đấy không phải marketing đâu. Đấy chỉ là gọi là cố gắng để bán hàng mà thôi. Thì bây giờ khách hàng họ sẽ không còn tin vào những cái lời quảng cáo như vậy nữa. Đấy gọi là quảng cáo. Còn marketing tức là chia sẻ những gì mà bạn giỏi cho rất nhiều người tại nhiều nơi. Thì bây giờ nhiệm vụ của mọi người là như sau. Mỗi ngày đều phải đăng bài. Mỗi ngày đều phải thu thập hình ảnh và đăng bài. Mỗi ngày đều phải thu thập hình ảnh và đăng bài. Thu thập hình ảnh, thu thập nỗi đau của khách hàng, thu thập nỗi đau của khách hàng, thu thập nỗi đau khách hàng. Em có mới đây có một bạn nhắn tin cho em, bạn hỏi là làm sao để mới ra nghề mà có khách của thầy, làm sao để mới ra nghề mà có cả thầy. Thì đấy là một nỗi đau của bạn đó, không những của bạn đó đâu mà của rất nhiều người luôn. Thì để giải quyết cái nỗi đau của bạn đó, em sẽ làm một video, hoặc là em sẽ ghi một bài viết rất dài cái quá trình mà em có những khách hàng đầu tiên, để em chia sẻ lên tất cả những trang mạng xã hội cho nhiều người cùng biết, chứ không phải chỉ cho một mình bạn ấy biết. Thì đúng không ạ? Đấy là marketing. Tức là marketing tức là cho đi, chia sẻ, cho đi, chia sẻ. Đấy. Thì mọi ngày nhé, mọi người thu thập cho em thì thứ nhất là nỗi đau khách hàng này. Có thể là khách hàng đó môi thâm mà không biết xử lý như thế nào, họ không biết là phải làm ở đâu, hoặc là có thể là khách hàng đó môi của họ bị khô, họ chưa biết làm cái cách nào, và có thể là cái khách hàng đó mỗi buổi sáng họ sẽ mất gần nửa tiếng đồng hồ để họ gì vẽ chân mày, hoặc là khách hàng đó đi chơi đi biển mà chơi biển bơi nước xong lên chân mày chả còn cậm cái tí nào cả đấy, xong hoặc là lem nhem đúng không ạ? Hoặc là có thể khách hàng đó môi rất thâm mà đi ăn tiệc tùng với bạn bè cứ ăn được 5 phút lại ngồi chết xong một lần. Đấy là cái nỗi đau của người ta. Thì mình sẽ làm gì? Làm một cái bài viết, làm hình ảnh, làm video để giải quyết nỗi đau cho người ta, được chưa? Thì có thể là một ngày mình sẽ đăng tầm 2-3 bài. Một ngày lưu ý đăng 2-3 bài. Trong quá trình học nghề thì ví dụ chị tập được cái phương pháp giải hạt chân mày và cái hạt của chị rất tròn, chị chụp cái phần hạt đó thật sạch sẽ nhá, kế bên chiếc máy xăm, xong rồi chị sẽ biết là ví dụ bắt đầu một công việc mới, mọi người có biết tại sao Thu phải đi học cái kỹ thuật này không? Cái kỹ thuật này sẽ giúp cho những cái hôm bữa em đến, chị gặp em đầu tiên, ngày đầu tiên đến đúng không, thì em đã chỉ cho chị một cái bài về lý thuyết tại sao mọi người phải thực hiện theo kỹ thuật giải hạt chân mày rồi. Nó sẽ giúp thì mọi người kiểm soát được cái hạt mực, kiểm soát được tầng da, kiểm soát được cái độ bền sau này của cặp chân mày đó. Thì đấy, viết nó ra tại sao Thu phải học kỹ thuật này để về phục vụ khách hàng, thì cái ưu điểm của kỹ thuật này là như này kia. Thì ở trong cái bài viết đó sẽ nói là gì? Kỹ thuật này sẽ giúp mọi người hạn chế tối đa tình trạng chỗ xanh chỗ đỏ, đúng không? Rất nhiều khách hàng vẫn đang bị tình trạng như vậy mà họ chưa biết sửa đâu, họ biết đâu sau này họ lại đến gặp Thu Nguyễn thì sao. Thì khi họ đọc được cái bài đó, họ sẽ theo dõi chị, theo dõi cái quá trình hàng ngày của chị phát triển như thế nào.
Thì sau khi học được cái bài này, chị học sang cái bài mà đi đường khung, lại chụp cái hình đường khung lên, lại đăng lên. Còn là sau này tiếp tục chị phun được một cặp chân mày rất đẹp trên da giả, chụp lại, đăng lên, kỹ thuật mới này kia, hiện đại này kia, chia sẻ ra. Với kỹ thuật này, độ bền là bao lâu, khách hàng thích màu gì ra màu đó. Có những nỗi đau khách hàng là họ đi phun chân mày màu nâu, đi phun màu nâu, bong ra toàn xanh, mà họ không biết tại sao. Họ đến thì thẩm mỹ viện họ bảo là chứ à do cơ địa của chị đấy, thì mình có thể là giải quyết cho người ta cái nỗi đau đó, thì họ mình sẽ tăng được cái phần tin tưởng đối với mình hơn. Không phải là họ nhìn thấy một bài của mình quảng cáo là à hôm nay tôi phun cho khách hàng này, hôm sau tôi phun cho khách hàng kia, họ bốc lịch mình đâu nha, không có đâu. Họ muốn bốc lịch mình, họ phải cả một quá trình vài tháng họ theo dõi mình đấy. Thì em ngày xưa em cũng là cái phương pháp như thế này, tức là gì, em đi học thì em chia sẻ là em đi học, em làm một cặp chân mày nhân da giả đẹp, em chia sẻ là em đã làm rất đẹp đó. Em đi học nâng cao về một kỹ thuật nào đó để phục vụ khách hàng, em cũng chia sẻ là à tôi bỏ tiền đi học nâng cao với cái phí học phí rất là nhiều tiền để về phục vụ cho khách hàng. Khách hàng họ sẽ thấy là à cái tiệm này luôn luôn cập nhật xu hướng, thì họ sẽ thêm một tin tưởng. Chứ họ cũng không thích là làm ở một cái tiệm mà mấy chục năm trời không có phát triển gì hết, đúng không ạ? Cập nhật liên tục cũng chưa vài tháng, một hai tháng lại bảo là tôi đã đi học, vài tháng tôi lại đi học, cứ chia sẻ như vậy, đúng không? Rồi có thể là xây dựng hình ảnh cá nhân bằng cách là có thể tham gia những cuộc thi hoặc là tham gia những cái hội thảo miễn phí cũng được. Bây giờ đầy các cái hội thảo miễn phí, ăn mặc đẹp vào lên đấy chụp hình này kia đó. Thứ nhất là vừa học được học kỹ lý thuyết kỹ thuật để xem bên thế giới bên ngoài họ đánh ra làm sao. Thứ hai là vừa mình vừa có hình ảnh. Chứ còn suốt ngày mình ở nhà thì mình cũng chả biết được phải là cái đối thủ cạnh tranh của mình ấy nó phát triển như nào đâu, biết không? Đúng không? Những chị mà làm xăm phun 10 năm, 20 năm, đúng không ạ? Nhưng mà có rất nhiều các bạn mà học xăm phun nửa năm hoặc một năm làm đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà những cái chị đó ấy, không bao giờ ra ngoài, không bao giờ lướt Facebook, không bao giờ tìm hiểu thị trường nó phát triển, nó ra làm sao rồi. Luôn luôn nghĩ là, luôn luôn có một câu như vậy em rất là không thích. Ui, chị làm kinh nghiệm chị 10 năm, 20 năm rồi, kinh nghiệm của chị cao lắm. Cái vấn đề làm bao năm đâu quan trọng đâu. Điều quan trọng là mình phát triển như thế nào. Đôi khi học nửa năm, nửa tháng hoặc là nửa năm, một năm, nhưng mà mình đi theo cái công nghệ mới, kỹ thuật mới ấy, thì nó hơn rất nhiều cái 20 năm của chị, đúng không ạ? Cho nên là đấy là những cái người gọi là ếch ấy, ếch ngồi đáy giếng ấy, không nhìn ra bầu trời, không ra bên ngoài đâu, biết bên ngoài ra làm sao đâu. Cứ nói là chị kinh nghiệm 10 năm, tao 10 năm trong nghề, đừng có cãi tao kiểu vậy. Cái đấy là bảo thủ. Đấy, cho nên là khách hàng bây giờ họ cũng thế, họ cũng rất là thích những cái người mà đi cập nhật, liên tục cập nhật xu hướng, liên tục cải tiến kỹ thuật. Đấy, cho nên là ngày nào cũng có bài, ngày nào cũng có bài. Không có hình ảnh thì chia sẻ khác, không có hình ảnh chia sẻ. Chia sẻ thì tip dưỡng môi ngày Tết làm sao không bị khô, không bị nhăn. Tip xài kem chống nắng. Ví dụ như là có thể nha. Mình có thể chia sẻ những cái liên quan đến ngành phun xăm, không nhất thiết phải là phun xăm, đúng không ạ? Bởi vì khi mà một người nào đó nhận được một cái giá trị gì từ mình, họ sẽ theo dõi mình, biết đâu sau này họ sẽ là khách hàng của mình thì sao, đúng không? Không nhất thiết phải là phun xăm nha, có thể chia sẻ những cái lĩnh vực khác liên quan đến ngành phun xăm về làm đẹp, hoặc là có thể chia sẻ những cái lĩnh vực về phát triển bản thân, làm cách nào để tôi vượt qua tình trạng trầm cảm sau sinh, đúng không? Nó cũng là một cái để thu hút chị em phụ nữ mà những người đó có thể sau này là khách hàng của mình, ok không ạ? Đó, chia sẻ nhiều vào, lên chia sẻ nhiều. Càng ngày càng kéo thêm được những người đến kết bạn với mình, theo dõi mình. Họ theo dõi mình vì họ nhận được cái giá trị gì từ mình thì họ mới theo dõi. Chứ không phải suốt ngày đăng lên là khoe là tao làm hình ảnh, làm đẹp lắm này kia. Đôi khi ăn cắp ai biết, lên mạng ăn cắp ai biết đó. Nhưng mà khi nói ra hoặc là khi live stream này thì người ta biết, sẽ biết được à, bạn này làm đẹp, đúng không? Bây giờ có phải là đây mọi người thấy là live stream rất là hiệu quả, rất là hiệu quả để kéo khách hàng. Nhưng mà bây giờ phở bò nó hạn chế livestream, giờ livestream chết ngay. Bởi vì sao? Nó quá hiệu quả. Bây giờ cái chính sách của nó là nó bắt mọi người phải bỏ tiền đấy cơ. Thì mới chứ không như ngày xưa nữa. Ngày xưa nó thả người chơi. Đấy như này, những người mà họ đã dẫn đầu được cái xu hướng về phở bò ấy, ngày xưa bây giờ họ giàu hết rồi. Thì bây giờ mới bắt đầu hơi chậm ấy. Nhưng mà làm đi, không bao giờ là muộn. Thì làm. Rồi, đó. Đó là cái cách mà mình marketing hàng ngày. Đơn giản như vậy thôi nhá. Bước đầu cứ làm như vậy đã,
sau này sâu xa tính sau. Bước đầu là xây dựng thương hiệu cá nhân để làm sao Ngọc Lê là một chuyên gia về lĩnh vực làm đẹp, về lĩnh vực chia sẻ. Tôi là một người chuyên nghiệp về lĩnh vực chia sẻ thì sau này sẽ hút được rất nhiều người theo dõi. Thì đấy là cái cơ hội tốt cho mình. Điều tiếp theo nữa này, mọi người này phải xác định được tệp khách hàng mục tiêu. Có hai, có nhiều nhưng mà em chia ra hai dạng. Hai là khách hàng trẻ tuổi từ 18 đến 24. 18 đến 24. Cái dạng số 2 từ 24 đến 45. Từ 24 đến 45. Còn lớn hơn nữa thì họ không chơi mạng xã hội, đúng không ạ? Lớn hơn nữa thì mình họ không chơi mạng xã hội thì mình sẽ không marketing đến họ. Mình chỉ có thể marketing qua con cái của họ mà thôi. Thì cái có hai tệp khách hàng này thì mọi người sẽ đánh vào tệp khách hàng nào? Số 1 là khách hàng trẻ tuổi, số 2 là khách hàng tập trung, trung niên. Thì mọi người sẽ chọn tệp khách hàng nào để phục vụ? Số nào? Mọi người nên chọn trung niên nhé. Cái người lớn tuổi quá mọi người cũng không nên chọn. Người lớn tuổi hẳn rồi, thôi làm tặng luôn được, làm free luôn được. Thì những người 60, 60 mấy tuổi làm free cho mấy bà ấy, cho vui. Con cái của mấy bà cảm ơn mình, thì con cái của mấy bà ấy là khách hàng của mình. Chứ còn mấy người lớn tuổi rồi thì người ta cả đời người ta mới đi làm đẹp thôi. Đúng không? Trên 45 tuổi là tặng cái thằng? Không ạ, 60 ạ. 60, trên 60. Tùy em, đấy là tùy cách mà làm việc của em thôi, chứ anh đâu có bắt buộc phải như thế đâu. Cái đấy cũng là trao giá trị mà, đúng không? Marketing là gì? Là trao giá trị, đúng không? Marketing là trao giá trị. Bây giờ mình trao giá trị cho một người 60 tuổi, họ không làm ra tiền nữa rồi. Cả đời họ chả bao giờ đi làm đẹp. Tặng cho họ một cặp chân mày, trao cho họ về giá trị. Con cái của họ biết ơn, con cái của họ giới thiệu khách hàng cho mình, hoặc là kéo qua cùng của mình, đúng không? Đấy là marketing. Xác định khách hàng mục tiêu này, số 1 là tầng lớp trẻ tuổi, đúng không ạ? Giới hạn của tầng lớp trẻ tuổi tức là gì? Nhược điểm khi mà mình marketing đến tầng lớp trẻ tuổi là gì? Số 1 thì những cái lứa tuổi mà từ 18 đến 24 tuổi ấy, họ chưa chủ động về tài chính, đúng không ạ? Ít tiền nên là đâu thì là ủng hộ được mình đâu. Ít tiền rồi. Số 2, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, thì cái bọn trẻ tuổi nó cũng chơi được với bọn trẻ tuổi, cho nên là cái tính khi mà cái 18-24 cái tỷ lệ giới thiệu của họ cao không? Khi mà cái bạn đó đến mình làm đẹp họ giới thiệu cao không? Rất cao, tức là nó cũng về giới thiệu cho bạn bè đó. Nhưng mà cái tỷ lệ đến sau khi được giới thiệu có cao hay không? Thấp, đúng không ạ? Bởi vì nó thì nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nó cũng là những cái đứa mà không có tiền, đúng không ạ? Cho nên là thứ hai là cái hạn chế đó là như thế. Thứ ba là cái tầng lớp trẻ tuổi nó không trung thành, tính trung thành thấp. Bởi vì trẻ tuổi là thích gì? Thích trải nghiệm, thích bay nhảy. Ở đây mọi người thấy là các quán cà phê mọc ra mà phục vụ cho cái tầng lớp trẻ tuổi thay đổi mô hình liên tục, cải tiến liên tục, nước non các kiểu liên tục. Bởi vì sao? Các bạn ấy đến ở một cái tiệm cà phê nào đó uống xong để gì? Check in. Tiệm đẹp để check in, trải nghiệm thử, từ hôm sau lại quán khác, đúng không? Chứ không bao giờ họ đến chỉ một quán. Nhưng mà cái tầng lớp trung đã trung thành một cái vị cà phê hoặc là một cái vị trà ở cái tiệm nào đó đến suốt, hoặc là vì không gian đó nó thoáng đến suốt, tuần nào cũng đủ chị em đến đấy tám, đúng không? Cho nên là cái tầng lớp trung trẻ tuổi ấy, tính trung thành họ thấp. Đó. Ưu điểm khi mà mình marketing đến tầng lớp trẻ tuổi là gì? Ưu điểm
là dễ marketing, dễ marketing. Tức là cái tầng lớp này họ tiếp xúc rất nhanh nhạy với quảng cáo, đúng không ạ? Họ lướt Facebook, lướt này phở bò, lướt này kia suốt ngày. Thế nên là khi mà mình marketing đến kiểu như là mình giảm giá hoặc là mình miễn phí cái này, đến đông. Nhưng mà họ chỉ ưa miễn phí thôi, ưa giảm giá thôi. Tức là dễ marketing. Rồi cái tầng lớp số 2 là tầng lớp chung. Thứ nhất, tầng lớp chung này thì họ sẽ có rất nhiều vấn đề trên cái nhan sắc của họ. Tức là họ có nhu cầu làm đẹp rất là nhiều, đúng không? Tầng lớp đó bắt đầu ra, họ bắt đầu có dấu hiệu. Mọi người nếu như mà làm kết hợp giữa da và vun xăm có thể thì là qua upsell thêm nhiều cái dịch vụ khác, đúng không ạ? Số 2 nữa là họ chủ động về tài chính. Thành ra là họ có khả năng chi trả những dịch vụ giá cao. Họ có khả năng chi trả những dịch vụ giá cao. Tầng lớp trẻ là chỉ có giá rẻ nhá. Trẻ là giá rẻ, cao là giá cao, chung là giá cao. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thì cái tầng lớp đấy sẽ cũng sẽ chơi với những người như thế. Thành ra tính giới thiệu cao không? Cao, tính giới thiệu cao. Và khả năng đến sau khi được giới thiệu cao không? Cao luôn ha, cao luôn. Một bà đó làm ngân hàng mà làm cái bà ấy đẹp, cái bà kéo cả ngân hàng qua làm, em đảm bảo biết mà. Thứ nhất là mình có thể upsell nhiều dịch vụ này. Thứ hai là gì? Tính giới thiệu cao. Đó. Thứ ba là gì? Có khả năng chi trả các cái sản phẩm dịch vụ giá cao. Thứ bốn là gì? Tính trung thành cao. Tính trung thành cao. Họ đã sử dụng dịch vụ của mình, họ hài lòng là họ sẽ đến mình mãi. Miễn sao mình đừng để cho họ một cái trải nghiệm gì xấu. Phục vụ họ tốt, chăm sóc họ tốt thì là họ sẽ đến mình mãi. Rồi, nhược điểm, tức là khó khăn khi mình marketing đến cái tầng lớp này là gì ạ? Là khó marketing, tức là sao? Họ không bị ảnh hưởng nhiều bởi quảng cáo. Họ tin vào gì? Họ tin vào trải nghiệm hơn. Họ tin vào gì nữa? Họ tin vào lời giới thiệu hơn là quảng cáo. Thời gian đâu mà suốt ngày ngồi lướt Facebook, lướt lướt phở bò, đúng không? Thời gian đâu còn làm mà thời gian đâu mà lướt phở bò để mà xem quảng cáo đấy. Mà thường thường họ sẽ đến vì gì? Lời giới thiệu hoặc là trải nghiệm tốt thì họ sẽ ghé lại, hoặc là họ sẽ giới thiệu người khác đấy. Cho nên là mọi người, khi mọi người trước khi bắt đầu làm bất cứ một dịch vụ gì thì mọi người phải vẽ được chân dung khách hàng của mình là ai, lứa tuổi bao nhiêu, là nam hay là nữ, là nam hay là nữ, lứa tuổi bao nhiêu, họ ở đâu, họ làm gì. Đấy. Mọi người mà xác định đánh vào tầng lớp khách hàng ít tiền, đặc biệt là công nhân, thì rất khó khăn. Nhưng mọi người thấy năm 2022 vừa rồi đó, hoặc là mấy năm vừa rồi đó, đại dịch ấy, thì những người mà nghèo ấy, thì họ càng ngày càng nghèo. Tiền đâu mà làm đẹp, ăn mà chẳng có, tiền đâu mà làm đẹp. Nhưng những người giàu ấy, thì đấy thì bình thường, họ vẫn vượt qua bình thường, họ vẫn vượt qua bình thường. Đó, chứ là mọi người khi mà người ra nghề của mình xác định được em là thứ nhất là vẽ ra chân dung khách hàng của mình, thứ hai là nhắm đến đối tượng mà mình sẽ phục vụ, là mình bán giá cao hay là bán giá thấp. Em tiết lộ cho mọi người một cái phương pháp mà ta gọi là cái tỷ lệ 70-30, tức là dù một người bán giá thấp hay một người bán giá cao ấy, thì mọi người báo giá cho 10 người thì kiểu gì mọi người cũng chốt được bán 2-3 người, kiểu gì cũng kể cả bán báo giá cao đấy cũng sẽ là như thế, tỷ lệ cũng sẽ thiết. Như ngày xưa nhé, khi em kể cho mọi người một câu chuyện ngày xưa, cái thời điểm mà em mới ra nghề, em mở cái tiệm đầu tiên của em, cái tiệm nó nhỏ nhỏ không, thì cái lúc đấy là em chưa có thương hiệu gì cả, em chưa có tiếng tăm gì trong ngành. Thế nên là đôi khi em đăng những cái bài, em nhớ là cũng đợt mà lễ cũng đăng mừng 30/4/1/5 thì giảm giá chỉ còn 700.000 trên mày, hoặc là 1 triệu cái môi, cứ nghĩ là giảm giá như vậy khách đến đông, đảm bảo đông luôn. Thực chất là chả có ai đến này, chả có một ai. Vì sao? Bởi vì khi mà mình chả có cái thương hiệu gì ấy, mình càng giảm giá họ càng nghĩ là mày giảm giá để mình câu tao làm chụp bạch cho mày à, đúng không ạ?
hình dung không? Tức là yếu kém mới giảm giá, ế khách mới giảm giá. Còn khi mà mình đã có thương hiệu, mình xây dựng thương hiệu của mình rồi, mình làm giá nó cao rồi. Khi bài toán là mình làm cặp trên mày 5 triệu nhưng mà mình giảm xuống còn 1,5 triệu thì lúc đấy mới là đông khách, thì lúc đấy mới là đông khách nha, đúng không ạ? Khi mà mình làm giá cao, khi thương hiệu của mình có tiếng rồi, mình đã có chỗ đứng rồi, thì lúc đó cái bài toán giảm giá nó mới thực sự có ích. Nhưng mà em khuyên mọi người là không nên giảm giá, không nên giảm giá, càng ngày càng tăng giá chứ không có giảm giá, càng ngày càng tăng giá. Cái vấn đề đây không phải là giảm giá hàng đến đâu, mà cái vấn đề đây là cái thương hiệu của mình nó phát triển như thế nào, chứ là tập trung phát triển thương hiệu, tập trung trao giá trị đó. Em chỉ đó, mấy cái phương tiện để mình có thể làm hàng ngày, mỗi ngày 2-3 bài lên đều cho em, mỗi ngày 2-3 bài thì là mọi người sẽ tiếp cận khách hàng rất là nhanh. Chứ còn ở đây có mấy đứa học nhá, từ cái lúc học đến giờ anh bảo đăng bài nhá, mà chưa lên được bài nào ấy mà đòi có khách ấy, tao cùi nha. Lên bài đi, lên bài đi, làm cái gì nhỏ nhỏ cũng lên bài, đánh ra mấy cái hạt lên bài luôn. Chị đánh được một cái hạt lên bài luôn, ví dụ là cái bài hôm bữa chị đánh bị xước, chụp cho em một cái tấm đó, chụp nét vào. Rồi cái hình hôm nay chị đánh hạt tròn đúng không, chụp cho em hình đó nét vào, ghép lại với nhau. Em đang nói là chụp cái hạt nãy hôm bữa đấy, tập để đấy, chỉ có đi dí cái điện thoại vào xong ấn lấy nét cái, xong rồi chụp cái hình hạt hôm bữa xước ra đi, xong rồi chụp cái hạt tròn ngày hôm nay đi, hai ngày học không chia sẻ lên trước khi học và hôm bên này là gì, sau hai ngày học nâng cao thay đổi thì chia sẻ ra. À ví dụ là chị tên gì nhỉ, xin lỗi, chị Hà, chị Hà, thế thì mà để tên là Nguyễn Thị Thu Dinh cái gì đấy, à cái đó là tên trong chứng minh. À Ngọc Hà đúng không, thương hiệu là Ngọc Hà đúng không, Việt Hà đúng không, thương hiệu là Việt Hà đúng không. Thì bây giờ mình ghi là sau khi học 2 ngày thì Việt Hà mới biết được cái lỗi sai 20 năm qua của mình là gì. Đó, mọi người có thể thấy là cái hình trước khi Hà học và sau khi Hà đã được nâng cao thì cái hình ảnh trước khi học ấy thì Hà chỉ nghĩ đơn giản là phun xăm là lấy cái máy và tô đánh đúng cái đợt quả lắc, nhưng mà không phải. Kỹ thuật quả lắc bên này và kỹ thuật quả lắc bên này nó khác hoàn toàn nhau. Trước đó kỹ thuật quả lắc của Hà nó bị xước, nó bị nát. Dù Hà có đánh càng đậm thì bong ra nó vẫn có nhà. Đấy. Và cái kỹ thuật thứ hai mà hôm nay Hà được tiếp xúc thì Hà chỉ được đánh tơi đánh mỏng thôi, nhưng mà Hà ghim đúng tầng da, đánh nó không tổn thương da thì bong ra nó sẽ giữ nguyên màu. Thì đây là chính là cái khác biệt của kỹ thuật mới năm 2023 chẳng hạn đấy. Đấy là một cái marketing đấy chị nha. Nhưng mà theo này thì mình live stream mình nói hay là mình đăng thì nó hình quả chứ mà. Bây giờ này kiểu nào cũng được, nhưng mà thì ưu tiên này, ghi vào giùm em, ưu tiên sự hiệu quả nha, ưu tiên. Một là live stream là hiệu quả nhất. Mà khó không? Khó nha. Live stream là hiệu quả nhất và khó nhất. Ưu tiên số 2, video ngắn. Video ngắn kể về một câu chuyện gì đấy. Kể câu chuyện. Cái đó là mình quay xong mình mới đăng lên. Đúng rồi. Cái video đó kể một câu chuyện nha. Khách hàng sẽ rất thu hút bởi vì khi mà mình kể một câu chuyện gì đó. Ví dụ như là em nói, em kể cho mọi người nghe một câu chuyện ngày xưa, bắt đầu lúc đấy bắt đầu mình sẽ tập trung hơn đúng không? Chứ ví dụ như mình cứ nói tàn thì chả vào đầu được bao nhiêu đâu. Nhưng mà khi nói là em sẽ kể cho mọi người một câu chuyện. Đó, quá trình ngày xưa em phát triển như thế nào? Lúc đấy mọi người có thích nghe không? Rất thích nghe đúng không? Đầu tiên là live stream này. Số 2 là video ngắn kể về một câu chuyện gì đó, hoặc là kể về cái sản phẩm của mình vừa mới làm xong, đúng không ạ? Cái nền tảng số 3 là bài viết kể về một câu chuyện, bài viết kể về một câu chuyện và chia sẻ cho khách hàng giải quyết một vấn đề gì đó. Số 4 là gì? Câu châm ngôn ngắn tạo động lực. Câu châm ngôn ngắn tạo động lực. Ví dụ như là các bà mẹ bỉm sữa ơi, sau 30 tuổi mình vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu được nha, cố lên, đúng không ạ? Đấy cũng là một cái tạo động lực rất là ok, tạo thiện cảm cho người đọc, chứ không phải là lên bắt đầu bóc phốt nha. Em rất ghét những ai bóc phốt, cái trang cá nhân của mọi người tuyệt đối không bóc phốt,
Thứ nhất, thứ hai là tuyệt đối không kiểu như là mỉa mai ai đó, tuyệt đối không đăng lên đòi nợ ai đó. Ai cuối năm cuối tháng rồi ai chưa còn nợ gì đấy, ngân hàng xuống ngân hàng của em nha, nghe ghét thật. Em là em sẽ xóa hay là em sẽ bỏ theo dõi tất cả những cái mà nó không tạo cho em một cái gọi là cảm hứng trong này. Cái Facebook của em là em lướt nó chỉ có cảm hứng mà thôi, những cái vui điều vui vẻ trong này, chứ không bao giờ lướt lên phốt, lướt lên lại chửi mày, lại mỉa, nói kiểu như không nói thẳng, lại kiểu lên Facebook đồng đăng bóng gió ấy, block hết, bỏ theo dõi hết. Ủa đấy em nói cái gì? Sao lúc nhắn ta thấy real chưa? Có ai thấy cái real chưa? Nó biết. Cái real hình như nó cũng là liên hệ với cái Instagram luôn mà. Cái gì vậy? Real. Đó, cái real story á. Không có thì bây phải cập nhật lại đi. Này cập nhật lại đi. Trang nhân của bài đâu? À, trang nhân đi. Nè, Riu nè. Chưa có gì hết. Nè, tạo thức phim này. Tải lấy thức phim lên. Đó. Làm những cái video ngắn từ 1 đến 3 phút. Đăng lên cái Riu đó. Hay lắm á. Đăng lên được. Đăng video là đăng lên tin. Không, mà chỉ đăng video luôn á, chứ không có đăng bên Riu. Riu là một cái nền tảng phơi phở bò, nó bắt chước theo TikTok, vì nó thấy TikTok quá phát triển đi. Mà TikTok là nền tảng gì? Nền tảng video ngắn, đúng không ạ? Thành ra là phở bò khai thác, bắt đầu khai thác cái nền tảng video ngắn. YouTube nhé, cũng khai thác nền tảng video ngắn bằng cái gì? Bằng cái gì? Thước phim ngắn ha. YouTube Short kiểu thế ha. Đấy, cho nên là bây giờ tất cả các nền tảng của họ đều khai thác nền tảng video ngắn. Cho nên là mọi người tập làm video ngắn đi. Và cái Reel nó đang thả cửa rất ok để mọi người đăng. Này, cho mọi người xem. Ví dụ như là em đăng một cái bài viết ha. Em đăng một cái bài viết, mọi người có thể thấy này. Tại là em toàn đăng Reel mà. Ví dụ đăng bài viết rất là ít người ấy này kia, rất là ít người xem. Nhưng mà ví dụ mọi người có thể vào cái Reel của em đăng lên, thì là vài chục nghìn người, 18,5 nghìn, 45 nghìn người, 22,2 nghìn người. Thì sao? TikTok thì sao thầy? 65 nghìn người xem. Hả? TikTok nên làm đi. Tạo video ngắn và đăng lên tất cả nền tảng. TikTok, Reel, YouTube Short. Đó là cái nền tảng mọi người có thể chia sẻ đấy. Chỉ cần một nguyên liệu thôi, đăng tất cả các nền tảng mạng xã hội đi, để mình càng kéo được nhiều khách hàng quan tâm mình càng tốt. Mọi nền tảng, khách hàng ở đâu mình ở đó. Mọi người lưu ý rằng là khách hàng ở đâu thì mình ở đó. Mà khách hàng mình ở đâu chả có, ở đâu cũng có. Không phải thêm người về bảo con trai nó làm cho, thêm vừa cũng được. Bảo con nó làm cho TikTok. Chị chưa khai thác bên cái mảng phở bò mà khai thác bên cái mảng nào mà chị đang mạnh. Đó. Và như hôm qua em nói đó, kiếm một cái bạn chăm sóc cứ thế phát triển thôi. Marketing kiếm khách hàng về chăm sóc tốt, khách hàng về chăm sóc tại nhà và upsell tuần vòng tuần hoàn nó là như vậy. Như thế này mình tưởng nó làm như là mày môi mình kêu để em quay chị đúng không? Không, cái bọn cái con chăm sóc thì cái tùy chứ. Thế thì chị thuê một cái bạn chăm sóc viên giỏi, nhưng mà bạn sẽ hiểu về nền tảng đó thì bạn chị mới có thể thuê bạn được. Có bao giờ trung phòng chưa chắc chắn sẽ đã hiểu, nó hiểu đâu, nó phải hiểu hẳn về cái đó cơ, nền tảng đó cơ, chứ không phải là biết chơi là làm đâu. Nhưng mà đơn giản là như thế đấy. Nếu mà không biết làm thì thuê cũng được. Đó, hôm nay chia sẻ ngắn như vậy thôi ha. Một xíu nhất là xây dựng lại cái bản mặt của mình đi. Cái video ấy lát bạn ấy gửi chị. Gửi qua bên Cường nhé. Xây dựng lại cái được rồi.